giải đấu giàu truyền thống, quy mô lớn nhất Việt Nam, những tay vợt hàng đầu trong nước và quốc tế, những đường bóng kỹ thuật, khéo léo, tinh tế, những trận đấu quyết liệt và kịch tính. Chỉ có tại Giải bóng bàn quốc tế Cây Vợt Vàng 2016, khởi tranh từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2016. Tại nhà thi đấu thể dục thể thao Nguyễn Du, số 116 Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.